Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến trên bán hàng của bên em nhá. Hôm nay em mang tới cho các bác một sự thú vị rất là chất cho anh em luôn. Đó, một ít loa đồng trục. Đấy, hàng tháo từ bên nhà hàng ra các bác nhá. Thương hiệu HK của Zepani các bác nhá. Và các bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp này cho em số này các bác nhá. Đấy. Vâng, đây là cái lô loa tháo ở bên nhà hàng ra các bác nhá. Thương hiệu HK, đó là thương hiệu của Zepani sản xuất tại bên China các bác nhá. Các bác search cái thương hiệu HK này cái là các bác biết ngay là hàng của bên đâu ngay. Công suất là 40W, công suất thực lẻ, kháng trở 8 ohm. Đấy. Con này nó rất là hay nè. Đây là loa đồng trục, nó có cả bát cả chép luôn các bác nhá, có cả bát có cả chép nên là các bác nghe rất là hay luôn. Đấy. Bác nào mà tháo ra về là độ chế thành loa nghe nhạc rất là hay. Cái loa này nó là HK mà đẳng cấp luôn các bác ơi. Hay bác nào mà mua về mà làm tháo là lo nghe nhạc thì hết ý luôn. Hoặc làm nó trả lời rất là hay này. Các bác nhá, mà giá vô cùng rẻ cho anh em luôn. Các bác nhìn này, loa của nó như làm rất kỹ càng cẩn thận này, các bác nhìn đằng sau chưa? Có bảo các bác cái nguồn này. Đấy, và trong này có một con tinh chỉnh to nhỏ này. Các bác nào thích nghe nhỏ thì vặn nhỏ đi này. Thích to lên thì to dần lên này. Đấy các bác nhá, vặn to dần lên thì nó chịu đòn rất tốt các bác nhá. Dòng này em đang đánh trực tiếp vào con đẩy 32 sò lò A850 này. Các bác nhìn chưa? Đấy, trực tiếp cho các bác luôn. Đấy, bát 16 các bác nhá. Xong rồi bát 16 thương hiệu HK đồng trục, có cả bát cả chép luôn. Đấy. Rất là chất các bác nhá. Trong này có cả bông biết đầy đủ này. Không thiếu gì luôn này. Đây, vặn to này cho các bác nghe này. Đây cái là dòng này thì khi ở đây thì nó nghe nó không được ấm, nhưng mà khi các bác mà đồ chế vào thùng gỗ đấy thì rất là hay. Hoặc các bác cả nguyên như này alo lời nó rất là hay các bác nhá. Đấy. Alo lời làm loa trả lời rất là hay. Bác nào chỉ cần làm một cái miếng gỗ để cái vào cái khay tròn này thôi, để nó ngang như này rất là đẹp không nhá. Rất là chất này. Để ngang như này rất là đẹp. Đấy. Số lượng thì có hạn, không có số nhiều các bác nhá. Đấy. Đấy. Rất là hay, bát 16. 16,5 đấy các bác nhá. 16,5 đấy ạ. Có cả chép ở giữa rồi, rất là hay này. Đấy. Loa thương hiệu HK của Zepmani các bác nhá, sản xuất ở China. Đấy. Rất là chất, còn nguyên hộp, nguyên mới còn rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Em thanh lý cho anh em em bán cho anh em 750.000 một đôi. Em bao ship cho anh em luôn. Đấy. 750.000 một đôi thôi nhá. Trong nó có dưới cái con chép này nó có một con tủ ở trong. Thôi nhá, để nó lọc chép, còn ở dưới này nó có củ nguồn này. Thôi nhá. Củ nguồn biến thế này. Và dưới này có tinh chỉnh bát tinh chỉnh to nhỏ cho anh em luôn. Đấy, bát 16,5 các bác nhá. 16,5. Rất là chất cho anh em mà trong tinh. Đấy. Em bán 750.000 một đôi. Em bao ship cho anh em luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hú em các bác nhá. Đấy. Về bao zin cho anh em luôn. Các bác nhá.